Bài 1 thì đơn giản, lớp 2 bài 2 thì hôm trước là chúng ta đã học qua đến lớp 2 bài 2 luôn rồi đó. Như vậy trong lớp 2 bài 1 này của chúng ta sẽ có 3 cái label, 2 cái text field, 1 cái pattern. Và khá là đơn giản. Như vậy chúng ta sẽ tạo ra ở đây lớp 2 là hôm trước thầy đã tạo được cái package rồi. Bây giờ mình chỉ còn tạo cái reframe thôi. Ở đây thì chúng ta ghi là bài 1 shift gạch tính. Như vậy thì các bạn ghi nó sẽ thuận tiện cho lúc mà chúng ta hình dung. Ví dụ trong bài lab của chúng ta, thầy yêu cầu các bạn là mở bài 1, mở bài 2. Thì mình nhìn vô đây mình biết chỗ nào là bài 1, chỗ nào là bài 2. Và bài 1 này làm cái gì thì chúng ta cũng biết luôn, hình dung cho nó dễ, không cần phải suy nghĩ nữa. Chúng ta ghi bài 1 tính finish. Trong này chúng ta sẽ có 3 cái label, thì các bạn có thể kéo cái label qua. Ở đây là số thứ nhất, mình có thể sửa ngay bên này luôn. Số thứ nhất, đó, số thứ nhất. Rồi sau đó mình kéo text field vô, kéo nó rộng ra, sát biên. Và text của số thứ nhất thì mình bỏ đi, text field. Bên phần code nè, các bạn sẽ là variable name. Mình đổi lại cái name cho nó, tức là cái biến TXT số 1, TXT số 1. Và mình nhân đôi hai đối tượng này lên bằng cách là chọn cả hai đối tượng, Ctrl D. Mình có số thứ hai. Và ở bên này chúng ta đổi tên biến cho nó là số 2, là nó đã tự động nó đổi luôn rồi. Mình có số 1, số 2. Mình có một pattern để khi mà nhấn tính toán thì ở chỗ này chúng ta sẽ có cái chữ pattern ở đây. Ví dụ chỗ này bạn đặt cho nó là btn tính. Rồi ở chỗ này bạn ghi là cộng. Ở bên kia mình ghi phép cộng luôn đi ha. BTN cộng đi. BTN cộng. Xuống dưới mình có kết quả. Kết quả thì các bạn thấy là người ta để cho các bạn là label luôn. Thì mình cũng để là label. Mình kéo rộng ra cho nó giống ra ngoài. Chỗ này thì mình sẽ đặt là kết quả, để dễ nhìn thôi. Nhưng mà sau khi mình có kết quả thì mình sẽ thay thế ở chỗ này. Người ta để là G label 3, nhưng mà mình để kết quả đi, để nhìn cho nó dễ. Và vấn đề của chúng ta là, các bạn nhìn kỹ ở chỗ này nhé. Rồi, các bạn sẽ nhìn ở chỗ này. Trong bài này của mình sẽ có là một label, 2 và 3. Được không? Nhưng mà cái label thứ nhất và label thứ hai, lúc nãy thầy có quan tâm đến tên biến của nó không? Không quan tâm. Bởi vì thực ra mình không xài đến. Nhưng cái label thứ ba thì có xài. Tí nữa kết quả là bằng bao nhiêu thì mình ghi vô đây nè. Cho nên là mình có xài nó. Cái label 3 này mình có xài. Như vậy thì tại cái label 3 này, các bạn sẽ đặt. Tất nhiên khi mà các bạn tạo ra một đối tượng thì nó cũng tự động nó tạo cho các bạn một cái biến rồi, chứ không phải không. Nhưng mà mình có label 1, label 2, label 3 thì mình biết nó là ai. Nhưng mà nếu mà trong cái dự án của mình có hàng trăm label thì làm sao mình biết cái label đó là label nào. Cho nên mình phải đặt tên cho nó. À.
label mình đặt L, LB. Rồi, LBL label nó là kết quả. Kết quả. Và mình sẽ xử lý cái phương thức cộng. Xử lý phương thức cộng. Một là các bạn double click. Hai là các bạn chọn vô phần event. Và các bạn chọn cái đầu tiên, action performed. Cái đầu tiên. Và các bạn chọn vô đây, btn cộng action performed. Thì nó sẽ nhảy đến một cái đoạn code mà chúng ta sẽ code ở đây. Trong đoạn code này thì chúng ta sẽ lấy giá trị của số thứ nhất, giá trị của số thứ hai và chúng ta cộng lại, sau đó chúng ta xuất ra số thứ ba. Vậy thì khi mà chúng ta chọn là txt số 1 chấm get test thì nó sẽ trả về kiểu dữ liệu là gì ta? Chuỗi. Vậy nếu mình muốn cộng thì mình phải trả về gì? Kiểu in hoặc là kiểu double. Bây giờ mình sẽ làm kiểu double cho nó tổng quan. Vậy chỗ này chúng ta sẽ làm gì đây? Double chấm bạch double. Và chúng ta đưa cái chuỗi này vào, mình ghép luôn nhé. Mình ghép luôn, bây giờ mình học đến Java 2 rồi chứ không còn là Java 1 nữa. Buổi đầu tiên thầy sẽ dùng string, thầy lấy giá trị về, xong rồi thầy ép kiểu qua. Còn đến bây giờ chúng ta đã già hơn tí rồi, qua mấy ngày là già hơn tí rồi, cho nên là chúng ta làm trực tiếp luôn. Và đây là cách làm thông thường chứ không phải là cách khó nha. Mình vừa lấy giá trị về, mình vừa ép kiểu nó qua. Như vậy mình có được số thứ nhất chưa? Có không? Có rồi. Bây giờ tương tự như vậy, copy cái này ra, Ctrl C cộng cái Ctrl V, mình chỉ đổi chỗ này thành số thứ hai. Như vậy mình có số thứ nhất cộng số thứ hai. Được chưa? Được rồi. Bây giờ nguyên cả đoạn này, nguyên cả đoạn này, nếu như các bạn thấy dài quá thì các bạn có thể đổi ở chỗ này giúp cho thầy, double kết quả bằng số thứ nhất cộng số thứ hai chấm phẩy. Vậy nó ra được kết quả rồi đó. Bây giờ mình sẽ xuất kết quả lên phía trên. Kết quả như vậy mình sẽ có là label lbl kết quả chấm set test. Lấy cái gì đều vô đây, đưa kết quả vô được không? Ở đây người ta hướng dẫn cho mình à, bạn muốn set test thì chỗ này bạn phải đưa một cái chuỗi vào. Vậy nếu mình đưa kết quả vô được không? Đưa kết quả vô nó báo lỗi. Vậy mình làm sao cho nó hết lỗi? À, có rất là nhiều cách. Một là mình cộng khoảng trắng. Cái này là mình dụ nó. Một số cộng một chuỗi là tự ép qua chuỗi. Tự ép cái kết quả qua chuỗi nha. Cái mà cái trả về đó qua chuỗi, chứ không phải là cái KQ này qua chuỗi đâu nha. KQ nó vẫn là KQ. Đây là một cách chúng ta cộng khoảng trắng. Cộng này là cộng một cái nháy kép này là cộng, không có cộng gì hết. Này là null đó các bạn. Nhưng mà đây là chuỗi thì nó hiểu cái trả về là chuỗi. Còn không thì các bạn sẽ dùng string. Đây mới là kiểu chính thống. String chấm value of kết quả. Đây là kiểu chính thống nha. Chứ mình không có cộng, nháy đơn, nháy kép gì cả. Mà đây là kiểu chính thống à. Chúng ta sẽ dùng ép kiểu. Từ số mình ép sáng chuỗi rõ ràng. Là string value of. Cái này ở trong Java 1 mình cũng đã học rồi. Và chúng ta sẽ chạy cái form này, chúng ta xem kết quả nó như thế nào.
mình chạy lần đầu nó nhảy lên trên này, tí nữa mình đẩy xuống dưới nha. Ví dụ số thứ nhất thầy cho bằng 5, số thứ hai cho bằng 7, cộng 5 cộng 7 12. Được không? Thầy chỉ ra 12 thôi, còn các bạn muốn đẹp, ví dụ như các bạn muốn chữ kết quả không được thay đổi vẫn có chữ kết quả. Sau đó 5 cộng 2 bằng 10, 5 cộng 7 bằng 12, các bạn muốn ghi gì đó ghi. Còn bây giờ thì thầy chỉ ghi là cộng nó ra là 5 cộng 7 bằng 12 là được rồi. Bây giờ nếu như vô tình thầy gõ 5A cộng, chuyện gì xảy ra? Lỗi, và nhiệm vụ của các bạn phát triển thêm, bắt cái lỗi này giúp thầy. Nói thì dễ nhưng mà viết có nhiều bạn không biết viết. Thì những bạn biết viết sẽ có điểm cộng phần này. Được chưa? Thầy chỉ cho các bạn đến đây thôi. Còn phần try catch các bạn cố gắng phát triển thêm giúp cho thầy. Và tránh trường hợp chúng ta để xảy ra lỗi. Khi các bạn lập trình, chú ý giúp thầy. Các bạn có thể công bố với thế giới 10 năm em không có lỗi vẫn được. Nhưng khi mà các bạn catch vui lòng ghi vào log, rồi đến cái thời gian bảo trì bảo hành, mình xin cái log đó của khách hàng, hoặc là mình yêu cầu khách hàng là send cái lỗi đó cho mình ngay lập tức, thì mình có phương án là hỗ trợ khách hàng để fix lỗi ngay. Chứ đừng có try mà bỏ catch nha. Bỏ catch là rất là nguy hiểm, trong khi là chương trình của mình không bao giờ lỗi, nhưng mà không đúng với lại cái lương tâm của người lập trình. Mình phải làm sao làm để mà mình fix được hết tất cả các lỗi, kể cả lỗi mình chưa hề biết. Thì bạn dùng try catch, bạn sẽ bắt được tất cả những lỗi chưa hề biết. Và đối với lại bài số 1, chỉ có phương pháp tính này ở đây. Chúng ta sẽ có trong đề là ghi là cộng x cộng y, integer. Nhưng mà thầy làm double thì các bạn đổi lại, tại vì double mình sẽ cộng rộng hơn. Và bên này thì dùng biến z để hứng cái kết quả, biến x là hứng số thứ nhất, biến y hứng số thứ hai. Và xuất ra tổng cộng. Ở chỗ này chúng ta có thể làm một cái bài tổng quan hơn. Thay vì chỗ này cái đề người ta chỉ ghi là tính đúng không? Tính. Mà người ta ghi, người ta lập trình là cộng. Còn thầy cố tình ghi cộng, lập trình là cộng, thì thầy còn mong muốn gì nữa? Trừ, nhân, chia. Được chưa? Như vậy đó là phần phát triển. Như vậy trong đề thì nó có cái bài mà giảng viên cho thêm. Thì đó là phần giảng viên cho thêm. Thứ nhất là các bạn phải try catch, bắt lỗi giúp thầy. Thứ hai là các bạn sẽ tính là cộng, trừ, nhân, chia. Thì nó sẽ hoàn thành một bài lab 2, bài 1. Đúng rồi. Thêm các nút vào. Đúng rồi, thêm button 4 cái. Được không? Dễ không? Đó, vậy mới 10 điểm ha. Còn những bạn mà không làm thêm thì sẽ chưa được 10 điểm. Mà thực ra 10 điểm không khó, đúng không? 10 điểm không khó. Thêm tí xíu cho mấy, mình đổi dấu cộng thành dấu trừ. Mình đổi dấu nhân thành dấu chia. Đổi dấu cộng thành dấu nhân. Vậy xong bài rồi. Dễ à. Đó là bài lớp 1. Lớp 2 bài